Kể từ khi dịch giả COVID bùng phát, dường như người dân Việt Nam nhắc đến người Mỹ nhiều hơn với tâm thức biết ơn khi quốc gia này đã nhanh chóng viện trợ vaccine phòng COVID cho Việt Nam. Đánh giá về những hỗ trợ đó của Hoa Kỳ, theo ông Nguyễn Quân, một học viên cao học chuyên ngành chính sách công, thì đây là tín hiệu tốt cho chính trị. Mình là một thể hiện một cái cam kết của Hoa Kỳ đối với một số nước trong khu vực, bao gồm là các đối tác tiềm năng như là Việt Nam, rồi Singapore, rồi Lào, thì mình thấy nó sẽ đóng góp vào cái vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, nhưng đồng thời nó cũng thể hiện một điều là Việt Nam đang trở thành một cái có thể tạm gọi là một cái có thể bị lôi kéo vào một cuộc cạnh tranh chính trị, cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc lớn. Thì nó có cả những cái cơ hội và cả những cái rủi ro. Và mình tin là đây cũng là một cái bài toán mà các lãnh đạo của Việt Nam đang phải đối diện, và họ cũng đang giải cái bài toán đấy. Đây là một trong 13 hệ thống oxy lỏng do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ hồi đầu tháng 6 năm nay. Hệ thống này cùng với 12 hệ thống tương tự trên khắp cả nước Việt Nam sẽ giúp duy trì tiếp cận oxy y tế cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày. Ông Nguyễn Quân nói tiếp. Mình nghĩ là tất nhiên sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau về vai trò của Mỹ ở trong khu vực. Một bộ phận người Việt Nam sẽ không thích cái vai trò đấy tăng lên, nhưng một số thì sẽ rất là welcome. Và mình nghĩ là nếu như đối với mình một cách cá nhân, thì nếu như Mỹ có thể tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam và gia tăng cái ảnh hưởng ở khu vực, thì nó sẽ trở thành một cái đối trọng cần thiết đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Mình rất là ủng hộ cái sự gia tăng hợp tác với Hoa Kỳ. Họ có những cái giá trị tốt mà nước mình đang hướng tới, ví dụ dân chủ hay là minh bạch hay là khoa học công nghệ. Còn theo ông Nguyễn Trọng Tường, cựu sinh viên luật khoa Đại học Đường Sài Gòn, thì có thể chỉ thuần là nhân đạo. Không có mùa dịch năm rồi, thì Mỹ, cái bà phó tổng thống có thăm Việt Nam rồi, có cũng viện trợ cho Việt Nam một số thuốc. Thì cái thuốc mà để ngừa COVID á, thì cái điều đó là cái đó là tính cách nhân đạo thôi, cũng như là để cứu giúp người. Năm 2022 là năm kỷ niệm 27 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trong đó, hoạt động hợp tác trong lĩnh vực y tế với cụ thể rõ nhất là ở mùa dịch COVID đã đóng vai trò quan trọng cho mối quan hệ song phương này.